Chào các bạn, hiện tại mình đang ở nhà thờ Mai Anh. Đây cũng là một cái kiến trúc rất là cổ ở Đà Lạt và được rất là nhiều khách tham quan đến đây để chiêm ngưỡng các bạn. Thì Đà Lạt không khí luôn là rất là mát mẻ và thoải mái, và khi đến đây là thực sự rất là tuyệt vời. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình đi một vòng tham quan nhà thờ này để xem cái kiến trúc này như thế nào các bạn nha. Nhà thờ Domaine de Mare còn được gọi là nhà thờ Vinh Sơn vì đây là nguyện đường của các sơ nữ tử bác ái Vinh Sơn. Có người gọi là nhà thờ Mai Anh vì trước đây khu vực này có rất nhiều hoa mai anh đào. Từ năm 1943, nhà thờ này được xây dựng lại với một dạng kiến trúc độc đáo hơn các nhà thờ khác ở Đà Lạt. Tuy nhà thờ không có tháp chuông trên đỉnh, nhưng tiền đình được thiết kế bằng là một tam giác cân. Phía trước được điểm tô các vòm cửa nhỏ xinh xắn. Cửa chính của nhà thờ có hai bậc thang đi lên từ hai phía. Mái nhà thờ có hình dạng tựa nhà rông của người thượng. Về màu sắc thì từ khi hoàn thành đến nay, nhà thờ Mai Anh chỉ sử dụng một màu vôi hồng đậm để quét tường. Vì vậy, khi đến thăm viếng nhà thờ vào ngày mưa như thế này thì nhà thờ càng nổi bật hơn. Kiến trúc gạch màu cam ở đây thì khiến cho cái ngôi nhà thờ của mình thêm nổi bật giữa cái lòng Đà Lạt các bạn. Khi đứng trên ban công nhà thờ Mai Anh thì các bạn có thể nhìn ngắm được một số cảnh đẹp của thành phố Đà Lạt. Đây hình như chính là cây thuộc bài này các bạn. Đây là một cái cây phải nói là chắc là cổ thụ luôn á, quá bự luôn.
Phía sau nhà thờ là một quần thể kiến trúc được thiết kế theo kiểu hiện đại với ba dãy nhà ba tầng của dòng nữ tu Bác Ái bao quanh vườn trong. Du khách đến đây thường thích thú với lại cái vườn hoa của các do chính các sơ chăm sóc, và khi vào đây các bạn sẽ có một cảm giác rất là thoải mái và rất là thanh tịnh. Sau năm 1975, ngoài nhà nguyện và hai dãy tu viện thì các cơ sở khác đã dùng cho các mục đích từ thiện công ích. Ở đây thì các sơ nuôi rất nhiều trẻ mồ côi và cũng như dạy nghề cho các em.